Khoản chi giới nhà giàu ngày càng thích tiêu xài, chuộng hơn cả mua ô tô mới. Với nhu cần bị dồn nén cùng khối tài sản ngày càng tăng, nhiều người giàu có sẵn sàng vung tiền cho những chuyến du lịch xa hoa, thậm chí đất đỏ hơn cả trước đại dịch. Đại dịch có thể là thời cơ đối với những người vốn đã khá giả. Ước tính trị giá tài sản của 1% người Mỹ giàu có đã tăng thêm khoảng 4.000 tỷ USD vào năm 2020. Do đó, không có gì bất ngờ khi giới thượng lưu sẵn sàng chi tiền cho những chuyến du lịch sang trọng đắt đỏ. Nhờ sự tích cực của giới nhà giàu thích lang thang, ngành du lịch ghi nhận cú bùng nổ. Họ cũng đang dốc hết sức, thậm chí là tiêu nhiều hơn bình thường để có được kỳ nghỉ khó quên. Chẳng hạn, một người ở bờ đông, Mỹ đã mời 20 bạn thân nhất đến dốc hau, khách sạn có giá phòng từ 655 USD mỗi đêm ở KGB, đến tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần. Theo chia sẻ từ giám đốc điều hành Nick Hugh Advani, vị khách này đã bỏ ra 120.000 USD chỉ riêng tiền cho resort. Ví dụ khác, một người đàn ông đã thuê bà sâu Âu, cung điện ở Venice, Italy mời huyền thoại Opeza Andrea Bocelli đến biểu diễn trong nửa giờ với chi phí khoảng 300.000 USD. Sau đó bay đến núi Dolomites để dã ngoại. Người đàn ông này đã lên kế hoạch tất cả để kỷ niệm ngày cưới với vợ. Báo cáo xu hướng du lịch toàn cầu năm 2022 của American Exe Travel cho thấy trong số 3.000 người được hỏi, 86% dự kiến chi chi số tiền du lịch bằng hoặc nhiều hơn so với thời điểm trước đại dịch. 65% người được hỏi cho biết họ muốn có kỳ nghỉ trong mơ hơn là mua chiếc xe hơi mới. Báo cáo tháng 8 của mạng lưới đại lý du lịch sang trọng Vơ Sâu cho thấy doanh số du lịch đang cao hơn 47% so với năm 2019. Giới nhà giàu không ngại chi nhiều tiền để du lịch. Trò chuyện với Business Insider, các đại lý chuyên tổ chức chuyến du lịch xa xỉ còn cung cấp các khoản thu để chứng minh khách hàng ngày một chi tiêu mạnh bạo hơn. Dù Moji, chuyên gia lập kế hoạch làm việc tại công ty du lịch sang trọng cho biết cô nhận thấy nhiều khách hàng của công ty đang tìm kiếm những địa điểm du lịch xa xôi hơn. Chẳng hạn nếu ngày trước khách hàng đến Kenya, Đông Phi hoặc Botswana, Nam Phi để xem khỉ đột, giờ đây họ chọn đến Wanda, Đông Phi. Họ đang tiếp cận đến những địa điểm xa hơn, Moji cho biết đồng thời nói thêm rằng việc nhìn thấy khỉ đột ở Wanda là chuyến đi tuyệt đỉnh. Theo trang du lịch Urfa, chuyến đi có thể lên tới 15.0 USD mỗi người hay ke rèn của Bui Min Jay Adventure Cha ngồi cho biết cô cũng thấy sự quan tâm đến các chuyến đi ở Gonda tăng lên. Cô đã sắp xếp các chuyến đi tại nhà nghỉ có tên Kota The do thương hiệu du lịch sinh thái và bảo tồn sinh tơ vận hành, nơi có giá khởi điểm là 13.600 USD mỗi đêm mỗi năm đến 8 khách. Kỳ nghỉ tại Serenity House của Singster bắt đầu từ 16.000 USD, có thể lên đến khoảng 22.500 USD mỗi đêm mỗi năm đến 8 khách. Mức giá này chưa bao gồm 1.500 USD mỗi người ngày, cho phép đi bộ vào công viên quốc gia Vô Nâu để thực sự xem khí đột. Gần đây, xu hướng hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên đã trở thành động lực du lịch lớn. Cô thấy lượng khách không nhỏ đang hỏi về những chuyến đi đến quần đảo Galala Dâu, nơi có các loài động vật hoang dã độc đáo bao gồm rùa khổng lồ và 13 loài chim sẻ. Đến vùng đất ngập nước Pantanal của Brazil, nơi nổi tiếng với những con báo đốm đến Greenland để xem gấu bắc cực. Chẳng hạn, Moji đã sắp xếp chuyến đi thăm đến khi trường On The Edge of the world, cuộc phiêu lưu ẩm thực đặc biệt ở vòng Bắc Cực, có sự tham gia của các đầu bếp hàng đầu thế giới. Chỉ 20 người có thể tham dự buổi giao lưu với mỗi đầu bếp, có giá vé từ 5.400 USD mỗi người mỗi 4 ngày. Mức giá này không bao gồm các chuyến bay đến Holland Low Fulton ở miền Bắc Na Uy. Trong khi đó, Loptop thấy rằng nhiều khách hàng giàu có mong muốn được phục vụ ở một nơi không đâu có. Xu hướng này ngày càng được ưa chuộng so với thời điểm trước đại dịch, đồng thời phản ánh tính cách của tầng lớp du khách này. Gia đình là số một. Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng đều muốn đến những nơi xa xôi. Họ vẫn ưu tiên thời gian dành cho gia đình trong các chuyến đi xa xỉ. Tháng 8 vừa qua, Binfi Negan, luật sư về mua bán và sáp nhập ở Hilton, Mỹ đã đưa con trai, con rể và cháu trai của mình đi chơi golf ở Beach. Đây là sân golf công cộng có khung cảnh trữ tình ở ngoài Okamo Jersey, California. Chuyến đi này do câu lạc bộ nghỉ dưỡng tư nhân Xerker Lucy Lucy Resort sắp xếp. Finnegan tự ước tính ông chi khoảng 45.000 USD mỗi năm cho 30 ngày du lịch tại các khu nghỉ dưỡng đủ tiêu chuẩn của câu lạc bộ. Nhờ chuyến du lịch, gia đình luật sư Finnegan có khoảng thời gian để các thành viên gắn kết và thân thiết hơn. Theo Bill Ginnit Insider